Trong khi tiến độ cổ phần hóa vẫn chưa có sự chuyển biến, thì Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transico vẫn đang tiếp tục xẻ thịt nhiều khu đất vàng, cho thuê kinh doanh, sử dụng đất sai mục đích. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn tại một số điểm nóng về tình trạng này. Được biết, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến năm 2020. Trong đó, danh sách các doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội, nhà nước sở hữu từ 50 đến 65% vốn có Transico. Về tiến độ cổ phần hóa, tính đến năm 2016, Transico đã thoái vốn nhà nước tại 4 công ty và hứa sẽ triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa tổng công ty trong năm 2019. Tuy nhiên, đã sắp bước sang quý 2 năm 2020, nhưng việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transico vẫn còn dở dang. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Transico hiện đang quản lý, sử dụng nhiều khu đất vàng rộng hàng nghìn mét vuông và có vị trí đắc địa. Tuy nhiên, thời gian qua, có nhiều phản ánh liên quan đến việc Transico sử dụng đất sai mục đích. Thay vì thực hiện chức năng chính là thực hiện vai trò phát triển giao thông công cộng, bến bãi, giao thông tĩnh của thủ đô Hà Nội, thì Transico xẻ thịt rất nhiều khu đất công để cho thuê. Vibex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Như tại khu đất vàng 94 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, showroom ô tô rộng hàng trăm mét vuông đang hoạt động. Còn tại số 103 Láng Hạ, theo phản ánh cũng đang bị Transico xẻ thịt đất công, biến nơi đây thành showroom ô tô và hàng loạt các kiosk cho thuê làm nơi kinh doanh buôn bán. Trước thực tế những gì đang diễn ra tại đây, dư luận đặt ra câu hỏi, số tiền mà Transico thu được từ việc cho thuê đó sẽ chảy vào túi ai? Và liệu số tiền trên có được hạch toán, báo cáo và nộp thuế cho nhà nước hay không? Xung quanh những tồn tại trong việc tự ý xẻ thịt đất vàng, phá vỡ quy hoạch và cho thuê kiếm lời của Transico khiến cho mỹ quan đô thị trở nên nhếch nhác. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm để trả lại trật tự đô thị và hiện trạng những khu đất công đang bị xẻ thịt. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về những tồn tại vẫn đang ngang nhiên diễn ra trên nhiều khu đất vàng của Transico trong những phóng sự tiếp theo.